Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video của Hai Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy phát cỏ Mitsuyama loại nòng 36 ly anh em này. Đó, máy con này thì nó là hàng Việt Nam đã qua sử dụng nha anh em nhé. Đó, giá rất là rẻ cho anh em luôn. Nòng 36 cũng phụ tùng như thế nhiều. Đó, đã nổ ngon lành hết rồi nha. Đó, con này thì em mua lại của khách. Nguyên bản hết. Hàng xịn, có lốc dập chữ Mitsuyama Japan này. Đó, tay ga bóp này, zin hết, cùng nữa zin hết. Đó, tay này bằng sắt nha anh em, bao bền luôn. Đó, đầu dao đầu đầy đủ hết. Con này thì em tặng kèm cho anh em ổ cước, dây đeo, típ mở dao. Đó, và một chiếc dao nữa nhé. Đó, phải chế hai kim rồi đính sang ngang. Đó, bao bền anh em luôn, phụ tùng cái thế nhiều nha. Con này thì bán cho anh em với giá là 1 triệu. Đó, con này khách cũng ít xài. Đó, giá chỉ 1 triệu nha anh em nhé. Tặng kèm cho anh em một chiếc dây đeo này, chiếc ổ cước này, chiếc dao này. Đó, tiếp mở Uzi nữa, 3-4 món phụ kiện kèm theo. Tha hồ cho anh em sử dụng nha. Đó, nòng 36 ly, trọng lượng tầm khoảng 5 ký mấy 6 ký nhá, 6 ký ấy. Tùm lớn, anh em thể gắn qua đầu xịt thuốc. Tùm rời anh em để tháo lắp qua đầu xịt thuốc rồi đầy đủ hết nhá. Đó, giá chỉ 1 triệu trong video. Đó. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nhá. Giá quá rẻ rồi anh em. Đó. Rồi, xin cảm ơn thầy anh em.